Xin chào các vị và quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm món rau bí xào tỏi nhé. Và bây giờ đây là rau bí em đã rửa sạch sẽ này. Cái lá thì mình có thể rửa xong mình vò cho nó dập một tí, chứ mình không nên để lá luôn nhé. Và bây giờ em sẽ làm rau bí xào nhé. Bây giờ này, đây khi em thấy nước sôi như thế này nhé. Nước sôi nhé. Khi nước sôi thì em sẽ thả rau bí vào. Thả rau vào. Nước sôi em sẽ thả rau vào. Cái này thì mình đun nước sôi lên mình trụng qua rau bí nhé, mình trụng qua nhưng mà cho nó chín một tí chứ không phải là bỏ vào vớt ra liền nhé, mình đun cho nó một tí xong rồi mình tránh vớt ra. Đó mình luộc á, nhưng mình luộc kiểu chưa chín lắm đâu, nếu mà mình luộc để ăn thì mình phải luộc chín, còn nếu mình luộc qua để xào thì mình sẽ luộc sơ qua nhé. Đây các bạn nha, rau bí mình đã luộc trần qua nhá. Luộc qua nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành xào rau bí nhá. Đây bây giờ mình sẽ xào rau bí nhá. Mình cho nóng chảo lên nhá và bỏ dầu vào. Rau bí thì mình cho hơi nhiều dầu tí thì nó mới ngon được, vì rau bí là cho nhiều dầu nó bị béo ngậy mà nó không khô rau nhé. Mình đợi dầu lên thì mình sẽ cho tỏi vào. Cái bếp này hơi bị kênh. Cho một ít tỏi và ít tỏi mình để lại tí nữa mình xào lần sau mình lại cho vào. Đối với xào rau bí thì các bạn phải bỏ nhiều tỏi. Đó. Bỏ nhiều tỏi nó mới ngon. Tỏi lên vàng đều rồi mình sẽ bỏ rau bí vào. Tỏi vàng rồi mình sẽ bỏ rau bí vào nhé. Bây giờ mình phải cho hạt thêm vào nhé. Còn chỉ cần cho hạt lên, một tí hạt lên thôi. Với nước mắm vào thôi nhé, có thể cho một cân nữa. Các bạn nhớ là xào rau bí có phải nhiều tỏi với nhiều mỡ, thêm một ít dầu mỡ thì đủ vừa nhé. Còn nếu mà ít dầu mỡ quá thì khi mình xào rau bí nó cũng sẽ không ngon đâu. Đây các bạn nhá, đây là món rau bí mình vừa xào xong nhá, rất là ngon và thơm luôn. Các bạn hãy làm theo công thức này, vừa đơn giản vừa lại ngon nhé. Chúc các bạn ngon miệng. Camera của mình hơi tối.